Xin chào các bạn, mình là Phong Linh đến từ tiệm bánh giày Gazano. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập tiệm, mình muốn gửi đến các bạn một khóa học về chăm sóc và sử dụng giày da cùng với các sản phẩm của Saphir nổi tiếng đến từ Pháp. Và khóa học này hoàn toàn miễn phí. Chương trình sẽ có thời lượng 1 giờ 30 phút và sẽ được bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sáng vào các thứ bảy hàng tuần. Địa điểm tại tiệm bánh giày Gazano số 51 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, và dự kiến mỗi buổi sẽ có từ 7 đến 10 người tham dự. Ngoài ra, mình cũng sẽ tặng các bạn một phiếu mua hàng giảm giá 25% cho 3 món đồ Saphir mua tại cửa hàng mình. Vì số lượng người đăng ký trong mỗi tuần là có hạn, vì vậy các bạn hãy comment tên, số điện thoại và email của mình vào phía bên dưới để được đăng ký vào lớp sớm nhất nhé. Buổi học đầu tiên của mình sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 7 này và các bạn có thể mang giày của chính mình đến thực hành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại Gazano vào các thứ bảy hàng tuần.